Bộ luật lao động năm 2019 sắp có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, cho phép người lao động được từ chối làm việc trong những trường hợp như sau. Thứ nhất, từ chối việc làm nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc. Thứ hai, từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt nếu công việc này có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động. Thứ ba, trường hợp khi bị chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc, cộng dồn trong một năm khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm mà người lao động không đồng ý. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc, cộng dồn trong vòng một năm mà phải ngừng việc, thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định.